Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên mình về list mẫu sản phẩm điện thoại cũ chính hãng giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ là bên mình thì bạn phải đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý giá cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem lựa chọn và xem đầu tiên, và giá cả chi tiết bên mình sẽ báo giá trực tiếp từng sản phẩm một, thì các bạn cảm thấy là mình có tầm tiền như thế nào, phù hợp với mẫu điện thoại nào thì các bạn phải nhấc máy lên, nhấc tay lên và đặt cho mình một chiếc điện thoại các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối livestream bên mình ngày hôm nay thì là bên mình về được con này, là con iPad Air 1 iPad 5 các bạn nhé. Con này được có nó thì là dòng iPad Air 1 iPad 5 đấy, thì là trên tay mình sản phẩm cực kỳ ok các bạn nhé. iPad này, dòng iPad Air đấy bạn, các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là phiên bản bộ nhiều trong, con này của nhà mình là 16GB. Đấy, con này thì là giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Màn hình của nó thì là 9,7 inch. Dung lượng pin con này của nó, để mình xem các bạn là dung lượng pin của nó là mấy nghìn các bạn nhé. Dung lượng pin con này của nhà mình của nó thì là 8600, nói chung là 8600 các bạn dùng một ngày mà để coi như là xem phim, nghe nhạc hoặc cho là các bạn nhỏ có gì học online cực kỳ ok các bạn nhé. iPad Air 1 iPad 5 đấy, được gọi là iPad 5 các bạn nhé. Về ngoại hình cũng còn cực kỳ ok luôn các bạn nhé. Con này là chân sạc của nó là chân sạc nhỏ, sạc được coi như là từ coi như là iPhone 5S 5 thường đến coi như là 14 Pro Max các bạn nhé. Chân sạc nhỏ, loa thì nó loa nghe nhạc kép hai bên cực kỳ ok luôn. Các bạn mua về chơi game, xem phim, nghe nhạc cực kỳ ok các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản là 4G các bạn nhé. Đấy, phiên bản coi như là 4G luôn. Đấy, phiên bản là vừa Wi-Fi này, vừa có chức năng coi như là Wi-Fi các bạn nhé. Vừa có chức năng này, này, vừa có chức năng các bạn có thể là kết nối Wi-Fi này. Và thứ hai là chức năng tiếp theo của nhà mình là có được dùng coi như là SIM 4G các bạn nhé. Các bạn đi ra ngoài thì các bạn cũng có coi như là vào mạng cũng cực kỳ ok luôn. Hầu như là iPad các bạn chỉ để nhà đọc báo xem phim thôi các bạn nhé. Và giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn, giá con này sẽ là coi như là 2 triệu đồng. iPad 5 bây giờ mình không nghĩ là nó xuống giá đến mức độ kinh khủng như vậy các bạn nhé. Đấy, xuống có 2 triệu đồng một chiếc iPad 5 thôi, phiên bản Wi-Fi 4G các bạn nhé. Bộ nhớ trong con này của mình là 16GB bạn nhé. Đây ạ, phiên bản này thì các bạn kết hợp thêm một cái SIM Villa 5G vào mạng cả năm của bên mình nữa thì nói thật các bạn chầm hết luôn các bạn nhé. Đấy, SIM này thì là Villa 5G vào mạng cả năm, bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 450.000 đồng và mỗi ngày 2GB các bạn nhé. Đấy, 450.000 đồng và mỗi ngày 2GB tốc độ cao, tháng là 60GB, và trong vòng 1 năm rất là rẻ luôn. Và miễn phí được coi như là 1.000 phút gọi nội mạng các bạn nhé. Đấy, SIM Villa nhé, có vào mạng cả năm này, gọi coi như là cả năm luôn mà được miễn phí 1.000 phút nội mạng. Còn ngoại mạng thì các bạn phải mất tiền các bạn nhé. Đấy, ngoại mạng thì phải mất tiền. Mà mỗi ngày 2GB các bạn dùng nói chung là xa xả, cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Có coi như là 450.000 đồng. Mà tính ra là hôm qua mình đã tính rồi, một ngày là chỉ có mất tầm khoảng độ hơn 1.000 thôi, rất là rẻ nhé. Đấy, như SIM mình đây, như cái SIM vào mạng của nhà mình đây thì là mỗi tháng đã mất 200.000 đồng. Là mỗi tháng là mất SIM Viettel của mình là mỗi tháng mất 200.000 đồng này. Và coi như là 2 tháng đã mất 400.000 đồng vào rồi. Nhưng mà cái SIM này là các bạn mua trọn gói 1 năm luôn, không phát sinh thêm 1.000 nào, rất là rẻ cho bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có phụ kiện này. Trên tay mình để bộ sạc nhanh, phụ kiện sạc nhanh 18W chính hãng của LG. Bộ sạc này là bên mình đang bán ra 99k. Đấy, giá 99k các bạn nhé. Và đây là bộ sạc coi như là 25W này. Bộ sạc này là chính hãng coi như là của Samsung. Bộ sạc này thì bên mình đang bán ra với giá coi như là 150.000 đồng. Phụ kiện này mình chỉ nhận đặt trên Shopee thôi các bạn nhé. Đấy, SIM này nếu mà bạn nào mà không muốn cọc tiền hay là chuyển tiền ấy thì các bạn vui lòng lên coi như là Shopee đặt mua giúp mình các bạn nhé. Lên đấy thì các bạn không phải cọc tiền hay là đặt tiền gì hết. Các bạn cứ vào đặt hàng thôi là hàng coi như là tận nơi các bạn. Còn mà các bạn nào mà mua thẳng trực tiếp ấy thì là các bạn phải chuyển đủ tiền. Thứ nhất là phụ kiện và thứ hai là SIM số này. Các bạn phải chuyển đủ tiền bên mình thì mình mới có ship cho các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn nói chung là bên mình thì là bán hàng nói chung là cực kỳ uy tín, nên các bạn cứ yên tâm các bạn nhé. Đấy, các bạn chuyển đủ tiền cho mình thì mình sẽ giao SIM và sao phụ kiện cho bạn nhé. Thực ra là thật các bạn, nói thật các bạn là bán phụ kiện như này, mình nói thật với các bạn là mình cũng tâm sự thật, là một người bán hàng thật. Nói chung là mình bán ra, nói chung đến bán những sản phẩm này mình chỉ bán cho vui thôi. Còn thực ra mà để mà giàu được, nói thật các bạn không bao giờ có các bạn nhé. Đấy,
Và hình thức mua hàng với mình, các bạn để liên hệ trực tiếp qua hai số hotline là 0966 0833, hoặc các bạn gần trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, số nhà 72 này, phố Ba Tháng, Việt An, Ứng Hòa, Hà Nội, để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco, và hàng bên mình thì bán ra thì là có nhận được nhận hàng này, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bán ra thì là bao test, coi như cho các bạn cũng như toàn máy thôi, tất cả toàn máy nhá, là 10 ngày và bảo hành coi như là phần cứng cũng như là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình về để con này còn iPhone X Max các bạn nhá. Về cái ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90%, con này máy còn rất là đẹp các bạn nhá. Máy màu gold này. Đấy, ngoại hình thì là máy còn là 90%, máy màu gold rất là đẹp các bạn nhá. Cái con này của nhà mình là tình trạng mình sẽ bao coi như là từ zin từ A đến Z các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ bao cho các bạn như là main zin đét đẹp này và màn coi như là zin đét đẹp luôn các bạn nhá. Đấy. Con này là iPhone X Max phiên bản LLA, bộ nhớ trong con này là mình của mình là 64GB các bạn nhá. Phiên bản không giới hạn sim luôn các bạn nhá. Phiên bản không giới hạn sim này thì là các bạn lắp sim nào cũng được, không phải coi như là iPhone lock hay là phone lủng thì các bạn nhá. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao các bạn như là reset là thoải mái, reset lại thoải mái này, chạy lại phần mềm thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn, bao cho bạn coi như là main zin, màn zin full hết chức năng các bạn nhá. Fake ID tất cả đầy đủ hết các bạn nhá. Và tình trạng pin con này thì là pin còn 87%. Đấy, pin dùng khách cũng dùng rồi là pin còn 87% các bạn nhá. Pin còn nói chung là tầm 87% các bạn dùng cũng khoảng độ được 5 hơn 5 nữa, cực kỳ ok các bạn nhá. Và là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 6 triệu đồng các bạn nhá. iPhone X Max phiên bản coi như là 64GB, giá sẽ là 6 triệu đồng cho bạn nhá. Bao zin từ A đến Z luôn, main zin, màn zin các bạn nhá. Mình đã kiểm tra rồi nên các bạn yên tâm các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone XS các bạn nhá. iPhone XS, con này của nhà mình là phiên bản bộ nhớ trong, con này là phiên bản LLA các bạn nhé. Phiên bản LLA, bộ nhớ trong con này là mình là 64GB. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao gọi là reset là thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn. Và tình trạng con này của nhà mình Fake ID thì là full hết chức năng các bạn nhé, Fake ID đầy đủ. Về tình trạng pin con này của nhà mình là có pin còn 84%, các bạn dùng cũng được gần 1 năm nữa là các bạn mới phải thay các bạn nhé. Nói chung là pin XS này thay thì các bạn dùng sau này mà dùng còn khoảng độ 7 mấy thì các bạn thay thì nói chung là chỉ hết mấy trăm nghìn thôi, tầm khoảng độ 300, hơn 300 các bạn nhé. Còn bạn nào mà thay bên mình thì là cực kỳ là rẻ luôn, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy. Qua bên mình thì mình hỗ trợ coi như là thay cực kỳ là rẻ, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Và con này thì mình cũng bao các bạn coi như là zin đét đẹp các bạn nhé, mền zin, màn zin đét đẹp luôn. Và là giá trong buổi tối nay chim ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là cái con này của nhà mình sẽ là 4.600.000 đồng. Đây, iPhone XS màu gold này, mày cũng là đẹp, 90/90% các bạn nhé. Con này thì mình nay vừa mới thâu của khách xong. Đấy, giá sẽ là 4.600.000 đồng các bạn nhé. iPhone XS, bạn nào cần nhỏ gọn này, các bạn thể cân nhắc mua này. Bạn nào cần to XS Max, các bạn thể là cân nhắc mua này các bạn nhé. 6 triệu đồng và coi như là 4.600.000 đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con gì nhỉ? Con buổi tối trong ngày livestream ngày hôm nay là mình về được con này là con LG V40. LG V40 thì mấy hôm nay thì mình về, hôm trước thì mình về một con màu lông chuột này, rất là ok luôn. Và hôm nay thì là mình cũng là về một con LG V40 ThinQ. Con này cũng là màu lông chuột, ngoại hình thì máy cũng còn 90/90%. Con này thì là màn hình con này của nó thì là BOLED 6.4 inch, 2K. Đấy. Con này của nhà mình thì nó giống con V50 các bạn nhé. Màn hình con này của nó là trung V50 luôn, đâm là các bạn nhìn con này nó sẽ giống, cực kỳ giống con V50. BOLED 6.4 inch, 2K cộng các bạn nhé. Chip Snapdragon là 845. RAM con này của mình là RAM 6GB và bộ nhớ trong con này là 128GB bạn nhé. Đấy. RAM 6GB. RAM 6GB và bộ nhớ trong con này là 128GB. Nói chung là RAM 6, bộ nhớ trong là 128, các bạn mua cân nhắc mua này cực kỳ ok các bạn nhé. Pin thì là pin 3K3. Màn hình thì là đẹp như trong tranh luôn. Đấy. Màn hình cực kỳ là đẹp bạn nhé. Như trong tranh luôn. Mà giá có 2 triệu coi như là 300.000 đồng. Đấy. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 2.300.000 đồng cho các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm coi như con LG V50 V40 ThinQ này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Dòng này cũng cực kỳ ok luôn, mà giá cực kỳ là rẻ, có 2.300.000 đồng cho các bạn nhé. Màn hình 2K các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone 7 Plus các bạn nhé. Con iPhone 7 Plus này thì mình cũng bao cho bạn coi như là zin nguyên bản luôn, bao cho bạn main zin, màn zin. Và con này của nhà mình là LLA, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset lại thoải mái hay là chạy lại phần mềm thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn các bạn nhé. Pin thì là mình cũng đã thay pin mới, con này thì là khách cũng đã thay pin mới rồi, còn dùng còn 96% các bạn nhé.
Nói chung các bạn dùng thêm 1 2 năm nữa thì mới các bạn phải thay pin các bạn nhá. À, con này ngoại hình thì là máy cũng còn 90 trên 90%. Giá sẽ là 2 triệu coi như là 400 nghìn đồng. iPhone 7 Plus quốc tế này. iPhone 7 Plus quốc tế 32GB nhá các bạn nhá. Bao zin từ A đến Z luôn. Giá có 2 triệu tư cho bạn nhé. À, iPhone 7 Plus các bạn nhá, rất là rẻ các bạn nhá. À, và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một con Oppo F9, giá nói chung là cực kỳ là hấp dẫn cho bạn nhá. Giá sẽ là 1 triệu 500 nghìn đồng, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là của nhà mình là 64GB bạn nhé. Đây, Oppo F9, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, màn hình của nó là 6 inch, pin của nó là pin 3K5. Đấy, giá sẽ là coi như là 1 triệu 500 nghìn đồng cho bạn nhé, con Oppo F9 đấy các bạn nhé. Về tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Con này của nhà mình là con Oppo A95. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Oppo A95 các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này thì là mình đánh giá thì là mặt lưng của nó thì là chỉ là dính hơi cái mồn ốp một chút các bạn nhé. Viền của nó thì là hơi phẩy một chút các bạn nhé, hơi phẩy một chút thôi, kiểu là dính mồn ốp các bạn nhé. Đấy, Oppo A95 các bạn, con này cũng dùng cực kỳ ok luôn. Màn hình của nó là AMOLED này, màn hình con này của nó là trong như trong tranh các bạn nhé, đẹp như trong tranh luôn, trong veo của bèo các bạn nhé. Giới thiệu thiết bị này, Oppo A95, phiên bản sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này của nhà mình sẽ là 128GB bạn nhé. Oppo A95 này, RAM 8 này, bộ nhớ trong là 128GB, chip Snapdragon là 662, màn hình của nó thì là AMOLED 6.43 inch Full HD cộng, pin thì là pin 5000 các bạn nhé, pin 5000. Con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh toán giá coi như là 2 triệu 700 nghìn đồng này, con Oppo A95 này. Giá sẽ là 2 triệu 700 nghìn đồng cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Oppo A95 này các bạn, nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Và tất cả giá bên mình thì là mình sẽ báo giá trực tiếp, thì các bạn mà ưng sản phẩm điện thoại nào bên mình và thấy con máy bên mình nào mà giá hợp lý thì các bạn thấy nhấc máy liên hệ trực tiếp mình là đặt hàng. Còn các bạn nào mà giá cao quá hoặc là không hợp lý thì các bạn thể là bỏ qua, chọn mua sản phẩm khác giúp bên mình các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên em lại về được con này là con Oppo A16K, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB bạn nhé. Oppo A16K này, RAM 3, bộ nhớ trong là 32GB, pin thì là pin 4200 30mAh, màn hình của nó thì là 6.52 inch HD cộng. Giá cái con này của nhà mình sẽ là 1 triệu 800 nghìn đồng, ngoại hình còn rất là đẹp các bạn nhé, máy còn 90 trên 90%. Đấy, Oppo A16K này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn học sinh dùng con này là thật, các bạn dùng cực kỳ là bền luôn các bạn nhé. Các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là con này là con Oppo A55 các bạn nhé. Trên tay mình là sản phẩm có như là Oppo A55 này. Đây ạ, giới thiệu thiết bị Oppo A55 thì là con này của nhà mình thì ngoại hình thì là máy còn là 90 trên 90%. Con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là 6.5 inch các bạn nhé, 6.5 inch HD cộng, màn hình của nó là camera âm màn hình chống bụi bẩn cực kỳ ok. Giới thiệu thiết bị thì là con này của nhà mình sẽ là RAM của nó là RAM 4GB và bộ nhớ trong con này của nhà mình là 64GB. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Và giá cái con này buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh toán giá coi như là 2 triệu 300 nghìn đồng các bạn nhé. Đấy. Con Oppo A55 này, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, giá sẽ là 2 triệu 300 nghìn đồng cho bạn nhé. Hàng này dùng cực kỳ là bền luôn, chỉ có đập máy mới hỏng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về là con Galaxy S9. Giá nói chung là học sinh, sinh viên, giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Đấy. Ở trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình về được con này Galaxy S9. Con này của nhà mình được phiên bản là Hàn Quốc, một sim một sóng. Cấu hình của con này của nhà mình sẽ là RAM, con này của nhà mình là RAM 4GB và bộ nhớ trong con này là 64GB. Và cái con này của nhà mình thì là sẽ là có được tăng GB RAM các bạn nhé. Đấy. À, các bạn lên phần mềm Samsung mới nó sẽ là có phần tăng GB RAM nhé. Mình thì mình chưa nghiên cứu con đấy. Đây ạ. Đây, để mình sẽ xem cái con này đi. Mình sẽ xem con này thì là tí nữa mình sẽ xem cái phần tăng GB RAM cho bạn nhé. Các cái dòng Oppo nó sẽ là cái phần thêm RAM. Nhưng mà Samsung thì mình cũng chưa tìm hiểu là cái phần thêm RAM bạn nhé. Hôm nay thì là mình mới để ý là cái phần thêm RAM đấy. Chăm sóc thiết bị đấy ạ. RAM đây. Để mình xem vào phần RAM nhé. À đây ạ, đây ạ, RAM Bluetooth các bạn nhé. Bạn nào mà dùng Samsung rồi thì mình cũng có đôi lời chia sẻ các bạn là đây, để mình line lock nó 9 các bạn nhé. Nè. Line lock S9 các bạn nhé. Màn hình con này của nhà mình Super AMOLED 5.8 inch QHD 2K+. Tình trạng con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì hơi ảm nhẹ một chút thôi. Giá sẽ là 2 triệu 200 nghìn đồng. Đấy, con Galaxy S9 này. Màn hình hơi ảm nhẹ một chút các bạn nhé. Giá sẽ là 2 triệu 200 nghìn đồng. Ngoại hình còn cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy.
các bạn mua cái S9 này về làm máy phụ, nghe gọi chống cháy hay là xài coi như là gì nhỉ, mà lướt hay là chạy mạng, nói chung là con này nói chung quá đáng đồng tiền bằng gạo luôn. Có 2.200.000 đồng cho bạn nhá. Và hôm nay thì là tiện thể đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là coi như là cái con bạn nào mà lên được Android mới rồi các bạn nhá. Tất cả Samsung được cập nhật là Android, con này mình sẽ xem con này là Android bao nhiêu bạn nhá. Thông tin phần mềm Android 13 ấy. Android 13 thì mình cũng bạn nào mà lên Samsung Android 13 rồi ấy, nó sẽ coi như là có cái phần mềm đây, các bạn vào mục chăm sóc thiết bị này, các bạn vào mục phần RAM này. Ở phần RAM này sẽ có coi như là RAM Bluetooth các bạn nhá. Đấy, các bạn được tăng thêm coi như 8GB RAM luôn. Đấy. Các bạn đây. Các bạn kích, nếu mà các bạn tăng thêm 8GB RAM các bạn phải khởi động lại các bạn nhá. 8 cộng 8 16GB RAM luôn. 8GB RAM chính và 8GB RAM hỗ trợ nha. Rất là tốt cho các bạn nhá. Đấy. Về sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này Galaxy S21 5G phiên bản của Mỹ. Con này thì ngoại hình thì máy đẹp 90/90%. Bọn này thì là thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ. Thiết kế tự nghiệp luôn. Thiết kế cực kỳ là đẹp luôn các bạn nhá. Nhìn cực kỳ là vuông vắn và ba mắt camera chụp ảnh là siêu nét luôn các bạn nhá. Và cái con này của nhà mình thì là thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cấu hình chi tiết con này của nhà mình nhá. Về ngoại hình thì các bạn khỏi phải chê rồi. Về thứ hai màn hình thì là trong veo vẻo các bạn nhá. Đây, màn hình thì khỏi phải chê luôn. Màn hình thì là trong như kiểu là ngọc trinh luôn các bạn nhá. Đây, màn hình trong veo vẻo các bạn nhá. Đấy, Galaxy S21 5G. Phiên bản này của nhà mình là phiên bản Mỹ các bạn nhá. Hai SIM hai sóng, một SIM eSIM và một SIM vật lý các bạn nhá. Và cái dòng iPhone này sẽ được dùng hai SIM các bạn nhá. Các bạn cũng dùng được một eSIM và một SIM eSIM vật lý các bạn nhá. Đấy. Dòng iPhone này các bạn cũng có thể lắp hai SIM để sử dụng các bạn nhá. Đấy, iPhone XS có thể lắp được hai SIM này và iPhone XS Max các bạn cũng có thể lắp được hai SIM các bạn nhá. Chứ không thiết nhất thiết là các bạn phải mua Android mới có hai SIM các bạn nhá. iPhone bây giờ dùng được hết hai SIM rồi các bạn nhá. iPhone những iPhone từ iPhone XS trở lên là đời cao này. Nó sẽ có eSIM là dùng để eSIM hết các bạn nhé. Đấy. Về cấu hình con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8GB nhưng mà được cộng thêm coi như là 4GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. Đấy ạ. 8GB RAM, 88 cộng 16GB RAM các bạn nhá. Và bộ nhớ trong con này của nhà mình lên tới tận là 128GB. Nói chung là các bạn dùng bộ nhớ 128GB cực kỳ ok. Tốc độ màn hình con này lên tới tận 120GHz các bạn nhá, cực kỳ là nhanh luôn. Màn hình của nó thì là Super AMOLED 6.2 inch, dùng cực kỳ ok luôn. Nói chung là phân khúc mà chip Snapdragon là 888 thì nói thật các bạn con này quá đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Giá còn 5.800.000 đồng cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như Galaxy S21 5G thì bạn nhà mình sớm nhất các bạn nhá. Đấy. Dùng cực kỳ nhanh, chip Snapdragon là 888. Nói chung là dùng quá sướng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này Galaxy Note 9. Thì hôm nay thì là bên em lại về được một con Galaxy Note 9, nói chung là giá cũng học sinh sinh viên luôn. Trên tay mình sản phẩm cũng như là Galaxy Note 9 phiên bản là Hàn Quốc, một SIM một sóng. Cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM của nó sẽ là RAM RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó là Super AMOLED 6.4 inch QHD 2K+, dung lượng pin của nó là pin 4000. Nói chung là con Note 9 này dùng cũng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Phân khúc con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 3 triệu đồng. Màn hình của nó chỉ là hơi ám nhẹ phần tí bên dưới thôi các bạn nhá. Đây, chỉ là hơi ám nhẹ phần tí ở bên dưới thần thanh nhậm thái tí ở bên dưới các bạn nhá. Các bạn để ý kỹ thì mình thấy các bạn nhá. Thì là giá thì cực kỳ hợp lý cho các bạn. Đấy, giá thì là sẽ là gì nhỉ? 3 triệu đồng. Nói chung là các bạn 3 triệu đồng các bạn mua này về chơi game, xem phim, nghe nhạc, chạy ứng dụng Uber, Grab thì nói chung là đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Thay vì các bạn mua sản phẩm đời mới bây giờ các bạn mua những con Galaxy Note 9 này nó thật dùng quá sướng các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ giới thiệu sản phẩm của những Galaxy A90 5G. A90 5G thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình còn một chiếc có như là màu trắng các bạn nhá. Ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Máy rất là đẹp các bạn nhá. Về màn hình thì cũng trong veo vèo luôn. Màn hình của nó Super AMOLED 6.7 inch, Full HD cộng cực kỳ sắc nét luôn. Phân khúc coi như là hơn 3 triệu đồng thì con này quá vô đối các bạn nhá. Đấy, phiên bản Hàn Quốc, một SIM một sóng có hỗ trợ 5G luôn. RAM thì là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Pin thì là pin 4K5. Chip Snapdragon là 855. Nói chung là các bạn xử lý đa nhiệm con này cực kỳ ok các bạn nhá. Giá cực kỳ là rẻ các bạn nhá. 3.200.000 đồng. Thì là trong buổi tối ngày livestream ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Tất cả sản phẩm bên mình để báo giá trực tiếp. Các bạn thấy giá con nào hợp lý và vừa túi tiền của các bạn thì các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Còn các bạn nào mà giá mà cao quá hoặc là không hợp túi tiền thì bỏ qua. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc và thật kiếm thật nhiều tiền. Ủng hộ điện thoại cũ giá rẻ bên mình các bạn nhé.